Vâng, xin được kính chào quý anh chị các bạn đến với BK Hà Nội Vương quốc gầm cao. Trong video clip này, chúng tôi đang bán để có thể thanh lý cho quý anh chị các bạn ba cái mẫu xe Hyundai Tucson đang có mặt tại BK Hà Nội, có địa chỉ tại 26 đường Cầu Diễn. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, cả ba cái mẫu xe này được ví như Thúy Kiều, Thúy Vân đấy, và Thúy Nga. Đây các bác nhìn này, Thúy Kiều, Thúy Vân, Thúy Nga các bác nhé. Đây các bác nhìn này, cái mẫu xe này là mẫu xe có thể nói rằng là da trắng như ngọc trinh luôn các bác nhé. Da trắng như ngọc trinh luôn, không có một vết chầy xước gì trên da cả đấy, không có bất kỳ một vết chầy xước gì đấy. Phiên bản tiêu chuẩn sản xuất năm 2021 các bác nhé, 2021, xe quá mới. Đi có bao nhiêu ạ? Đi có audio, đi có 8.400 km, 8.400 cây nha các bác nhá. Đây các bác nhìn này, 8.400 cây, nó là mới nhất Việt Nam các bác nhá, 8.400 cây. Các bác có thể nhìn thấy ạ, 8.400 cây. Khi mà các bác mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì các bác sẽ phải quan tâm đến rất nhiều cái yếu tố: xe có bị tai nạn hay không, ngập nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý chị các bạn hay không các bác nhá. Đấy, xe đi đúng 8.400 cây và nói rằng là mới nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Các bác nhìn này, Hyundai Tucson đây, Tucson mới nhất Việt Nam luôn. Toàn bộ những cái chất liệu da này các bạn nhìn này, nó căng như một cái da của mông em bé luôn các bác nhá. Đây, con này thì đây, đề nổi NG Startup này, 8.408 km, mới nhất Việt Nam luôn. Con này đang chào bán là 845 triệu đồng rồi các bạn, 845 triệu đồng. Thay vì phải mua cái mẫu xe mới có giá lên đến tiền tỷ thì con này chỉ có 845 triệu đồng thôi. Bên cạnh đó thì cái mẫu xe thứ hai là mẫu xe Tucson máy dầu, sản xuất năm 2019, form mới rồi. Xe này chúng tôi cũng đang chào bán với mức giá là cực kỳ hợp ví. Đấy, cực kỳ hợp ví các bạn nhé, 910 triệu, thay vì phải bỏ ra khoảng tầm 1.2 tỷ để mua cái mẫu xe Tucson máy dầu các bạn, 910 triệu thôi các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn này, Tucson dầu 910 triệu đồng, giá cực kỳ hợp lý. Còn tiếp tục ạ, các bác có thể nhìn thấy đây, Hyundai Tucson ở phiên bản 2019 các bạn nhé, 2019 2.0 đặc biệt, 2019 đang chào bán ở mức giá là 830 triệu đồng. Đấy, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Bác nào đang quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của hotline của BK 0939063333. Và chúc quý vị các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công, gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn.